Xin chào quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ review cho quý chị về cao tốc Bến Lức Long Thành đoạn cầu Bình Khánh. Như mọi người biết đến thì đường cao tốc Bến Lức Long Thành dài đến 58 km từ miền Đông sang miền Tây, là đi từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh qua Long An. Tuyến cao tốc này là một dự án rất là trọng điểm, liên kết vùng, nhưng là lại có những cái lúc là thi công bị dang dở trầy trật nhất trong cái ngành giao thông. Phải nhiều lần gọi là phải ngưng rồi đổi thầu. Cao tốc Bến Lức Long Thành thì bây giờ hiện tại đang đạt với cái mức thi công là 80%, nhưng mà vẫn đắp chiếu đến 5 đến 6 năm, làm cho công trình ở đây thì bị là bỏ hoang và rất là nhiều nơi gian dở, máy móc thì phủ bạc và để là có rỉ sét rất là nhiều luôn. Nhiều nhà thầu chờ đợi và chịu không nổi nên là đã bỏ chạy mất dép luôn rồi. Cả nhà, rất là nhiều nhà đầu tư và của gói thầu là cũng phải là tốn kém rất là nhiều chi phí, nhưng mà cuối cùng là vẫn không tiến đến được cái đích thi công thành công. Cái đáng nói nhất ở đây là có một sự vướng mắc về những thủ tục, khi những tiền nhàn rỗi của cái bên đầu tư VAC thì đang gửi tiết kiệm ở ngân hàng, trong khi tất cả những công trình bậc nhất do họ làm chủ đầu tư thì không bao giờ có tiền để làm, không được lấy tiền đó để gọi là triển khai dự án một cách đúng tiến độ, làm cho cái số tiền chi phí đầu tư bỏ ra để làm cái công trình này càng ngày càng lớn. Theo quy hoạch ban đầu thì dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng mà đến nay thì vẫn là chưa thể hoàn thành, mặc dù là công trình đang thi công lại cũng khá nhộn nhịp. Hy vọng là với cái tiến độ này thì sẽ tiến triển nhanh hơn và có thể là kết thúc và bàn giao sớm để cho người dân có thể là đi vào sử dụng. Trong số 11 gói thầu thì có 4 gói thầu cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại thì dự án đang được gỡ vướng mắc rất là nhiều về pháp lý, cơ sở hạ tầng, rồi giải tỏa đầy bù tất cả cái cơ chế để sử dụng vốn nhàn rỗi VAC để làm vốn đối ứng, thì dự án đã tái khởi động và vào giữa tháng 6 2023, và dự án được gia hạn thời gian hoàn thành đến khoảng tháng 9 2025 là có thể là đưa vào hoạt động. Đây là một phần gói thầu C1 thi công cầu Giấy Văn, gọi là lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, gọi là cầu Bình Khánh cả nhà ha, vượt sông Xoài Rạp nối hai huyện là huyện Nhà Bè và Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này thì đang tái khởi động vào tháng 8 2023, và cho đến nay cây cầu này có nhiều chuyển biến tích cực. Như mọi người nhìn thấy thì cây cầu Giấy Văn này sẽ đang hoàn thành những cái bước và đấu nối những cái gọi các phần gọi là đấu nối còn lại, và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9 2024 tới đây. Gói thầu C1 thi công cầu Giấy Văn Bình Khánh bắc qua sông Xoài Rạp và một số cái đường dẫn do liên danh công ty Nhật là Shimizu và công ty Vinacotech ANC của Việt Nam thi công, thì nay cơ bản đã gần như là hoàn thiện được cái phần dẫn cầu lên. Còn những cái cầu chính đang thi công thì là hai tù tháp giữa hai sông cao là 155 m. Công việc còn lại của những gói thầu chủ yếu là thi công những phần kết cấu nhịp chính của trụ thứ hai, thì có ra là rất nhiều người đang thi công trên mặt bằng cầu luôn cả nhà ha. Và với cái đoạn nhịp cầu chính thì nó dài là 375 m. Với phần trụ này thì công việc đổ bê tông được đang tiến hành và được đốt dầm cầu đầu tiên ở hai bên trụ chính, và cứ mỗi đốt dầm như vậy thì sẽ kéo cặp dây văn này đi cùng với lại qua cột kia để thành cái cầu để dây văn bên kia ha. Như vậy thì trụ này đã kéo được 4 dây văn luôn cả nhà, và đây là những hình ảnh trụ thứ nhất cũng như trụ thứ hai đã đổ bê tông. Và cái gói cầu G1 này với tổng chiều dài là 2,7 km, bề rộng là 21,75 m. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A luôn cả nhà ha, với 4 làn đường, 2 làn đường dừng khẩn cấp và vận tốc dự kiến là 100 km/h. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng trọng điểm, những cái khu vực gọi là đi dọc theo cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành này, hay còn gọi là đường Vành Đai 3, thì sẽ tiếp giáp với điểm phía Nam, đặc biệt là khu kinh tế Đông Nam Bộ, khai thác lợi thế rất là mạnh để phát triển những cái tỉnh như Đồng Nai, giúp giao thông lưu lượng giao thông về miền Tây, miền Đông Nam Bộ không cần phải quá cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một kết nối những cái đô thị vệ tinh để trở thành một cái khu dân cư đẳng cấp, hình thành theo những cái mạng lưới của cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành này ha. Với đường cao tốc Bến Lức này thì giảm áp lực lưu thông trên quốc lộ 1, quốc lộ 51 này,
rút ngắn thời gian lưu thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ những tỉnh Long An, những tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng, và đồng thời mình có thể là đi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và đi tất cả các miền miền Trung một cách dễ dàng. Quý anh chị cần thông tin hơn nữa hãy inbox cho Phước Sửu để Phước Sửu sẽ chi tiết cho quý anh chị nhiều cái công trình cơ sở hạ tầng đang hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt quý anh chị quan tâm những cái sản phẩm dọc theo đường cao tốc Bến Lức Long Thành như dự án GS Metro City hay là những dự án lân cận của khu Nam, hãy inbox cho Phước Sửu. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.